hành bị ra hoa trước thời điểm thu hoạch, buộc phải nhổ bỏ. Trong vòng 3 tháng, gia đình ông Thịnh thất thu hơn 1 tấn hành do thời tiết nắng nóng bất thường. Điều đáng nói là nếu những luống rau này được trồng theo quy trình Việt Gáp, có nhà lưới chắn nắng thì sẽ hạn chế được tác động tiêu cực về thời tiết. Nhưng không phải người nông dân nào cũng có thể dễ dàng sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Việt Gáp thì thật sự nó rất khó, cái vốn đầu tư ngay ban đầu là nó không thể có, nó rất chặt chẽ. Ta kia có thể rẻ hơn người ta lấy, cũng rất muốn làm một cái chương trình rau sạch, muốn làm nhà lưới, muốn làm cái này nọ. Thế nhưng thật sự khó khăn đầu tiên ra cái nguồn vốn là khó khăn nhất. Không chỉ đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cho cơ sở hạ tầng, mà phí chứng nhận Việt Gáp cũng quá sức với nhiều hộ dân. Để có được mô hình Việt Gáp với diện tích 1.500 m², bà Thu phải đầu tư 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà Thu còn phải chi thêm vài chục triệu tiền phí chứng nhận khi đạt chuẩn Việt Gáp. Thì một gia đình ví dụ được chứng nhận Việt Gáp khoảng 50 triệu chẳng hạn nữa. Thì nếu một gia đình thì không thể làm được, nói thẳng đấy. Nếu mà cả một tập thể, ví dụ như là cái tổ hợp tác chúng tôi là có khoảng 14 thành viên, thì cả 14 người gánh trong một cái đấy thì nó lại khác. Mỗi tờ giấy chứng nhận này có thời hạn 2 năm. Điều này đồng nghĩa cứ 2 năm một lần, các hộ dân làm Việt Gáp lại phải chi từ 50 đến 60 triệu đồng cho phí chứng nhận. Thực ra là theo cái thông tư quy định của Bộ Nông nghiệp ấy, thì là tổ chức chứng nhận là người ta thỏa thuận với cái cơ sở sản xuất kinh doanh về cái mức phí chứng nhận Việt Gáp. Và hiện nay thường là nó ở mức độ là từ 40 đến 50 triệu một mô hình. Thế cho nên là với mức kinh phí này thì đối với bà con, đặc biệt bà con nông dân là cũng là rất khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi đã cụ thể cái quyết định 01 của Thủ tướng thành quyết định 3067, thì sử dụng cái, trước hết là sử dụng cái nguồn vốn ngân sách của tỉnh để mà hỗ trợ lần đầu cho bà con. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm Việt Gáp cũng gây khó khăn cho người nông dân. Vì công tác hậu kiểm ở những nơi chưa chặt chẽ, người tiêu dùng chưa có cơ sở tin tưởng sản phẩm Việt Gáp. Việc mở rộng trồng trọt theo Việt Gáp diễn ra khá chậm, gặp nhiều khó khăn do chi phí chi trả cho tổ chức chứng nhận sản phẩm của đơn vị hoặc cá nhân đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hiện còn khá cao. Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến việc xây dựng và chứng nhận Việt Gáp còn phức tạp và rườm rà. Vì vậy, để tháo gỡ vấn đề này, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định sẽ tích cực tháo gỡ những trở ngại trong chứng nhận Việt Gáp để kích thích các tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn. Trước mắt, Cục Trồng trọt sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu, chỉ còn 19 chỉ tiêu so với 65 chỉ tiêu trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định. Cục Trồng trọt cũng đang trong lộ trình xây dựng tiêu chuẩn Việt Gáp riêng cho Việt Nam, dự kiến đến cuối năm 2016 hoặc chậm nhất là đầu năm 2017 sẽ được công bố. Nếu thành công, chi phí chứng nhận Việt Gáp sẽ giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những tổ chức cá nhân đang muốn chuyển đổi hình thức sản xuất từ truyền thống sang Việt Gáp. Và đây cũng là mong mỏi của không ít nông dân Đà Lạt Lâm Đồng, nơi có diện tích trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp dẫn đầu cả nước với trên 2.000 hecta. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, có phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.